Hai người thử về tìm hiểu về cá chép giòn xem sao. Cá chép giòn? Ừ. Chưa nghe thấy bao giờ. Đợt vừa rồi tôi có đi thực tập ở một trang trại có mô hình nuôi cá chép giòn rất là hay. Đây là một loại cá mà nguồn cung đang thiếu, mà đầu ra của cá thì lại cao. Phương và Quế thử xem. Nhưng mà hình như ở quê mình chưa ai nuôi cái giống này bao giờ ấy. Chưa ai nuôi thì chúng ta sẽ là những người đi tiên phong. Việc mang mô hình này về quê mình rất là khả thi, cực kỳ là đơn giản nữa. Ừ. Ok, để tôi với Quế về nghiên cứu thêm. Ừ. Nếu mà có hứng thú ấy thì chúng ta sẽ bàn thêm. Còn Phương, tôi có thể đưa ông lên tận đấy để tham quan mô hình, thậm chí lấy cá giống luôn cũng được. Thế tốt quá, được nhỉ. Nhưng mà bây giờ ông phải lo cho thân ông đi. Ừ. Ăn uống ngủ nghỉ cho đầy đủ vào. Chứ nhìn ông gầy rộc như thế, đến tôi với Quế cũng thấy xót đấy. Đúng rồi đấy, ông ý phải vững vàng lên. Như thế thì bọn tôi với cả Linh mới yên tâm được chứ. Ừ. Sao thế? Tự nhiên tôi thấy vừa lo vừa sợ. Hả? Ông lo sợ điều gì? Tôi vốn nghĩ cuộc sống này nó đơn giản, nó yên bình. Mình cứ sống một cách thoải mái rồi thì cũng xong một đời người. Nhưng mà lần này thì tôi lại nghĩ nhiều khi cuộc đời xảy ra những biến cố mà đến chính mình cũng không thể nào tưởng tượng ra nổi, mà cũng chả thể nào tránh được. Nhìn Linh với Thanh, sao thấy thương bọn nó thế, mà chả biết làm thế nào cả. Bà biết sao không? Tôi nghĩ kỹ rồi. Cuộc đời không biết phía trước như thế nào, cho nên bên nhau tốt đẹp được ngày nào phải biết trân trọng và quý giá nó. Quế, tôi nói nghiêm túc nhá. Tôi thích Quế lâu rồi, mà nó lại yêu cũng được. Cho nên tôi muốn vun đắp tình cảm này. Tôi không muốn đến một lúc nào đó tôi phải hối tiếc một điều gì cả. Quế thấy sao? Phương, chuyện tình cảm đừng có vội vàng như thế. Để tôi suy nghĩ đã nhá. Này à? Còn nghĩ ngợi gì nữa? Chẳng lẽ Quế lại còn... Này, ông mà còn lằng nhằng nữa nhá là tôi từ chối luôn đấy nhá. Sao thế? Chả làm sao cả. Thế không định về à? Cứ đứng ỉ ra đây như thế à? Ừ, cái kiểu tỏ tình mà bị câu giờ ấy, có sao không? Dạo này có em hot girl thợ may săn đón, thành ra tự tin quá nhở. Bà nói linh tinh cái gì đấy? Giọng thì chua như giấm ấy. Mà ghen à? Ai thèm ghen với ông? Thôi, không đùa nữa. Bà có đồng ý không? Im lặng là đồng ý rồi nhá. Đi về thôi. Này! Sau khi chứng kiến, tôi thấy mô hình này hoàn toàn có thể đưa về quê. Quê mình đầy sông nước, lo gì không làm được. Thì tôi nói khả thi mà. Tôi đang lo về vốn đây này. Mà còn chưa kể cá con giống, dâu tằm nữa. Nếu bị bệnh bị ốm, lại tốn cả một đống tiền đi chứ. Một mình tôi làm sao mà kham nổi được. Sao lại một mình? Tôi đây. Thôi tôi xin ông. Nhỡ hai bà mà biết mình lại làm ăn với nhau nữa ấy, thì đánh nhau luôn thật đi chứ. Thế thì phải nghĩ cách. Chưa gì đã muốn đẩy tôi đi rồi. Này hai đứa, mình thấy hai người làm với nhau là hợp lý đấy. Ừ. Bây giờ mà làm riêng, nào là vốn liếng này, công sức, thậm chí còn cả trông nom ngày đêm nữa. Mà Quế là con gái, làm sao mà kham nổi cơ chứ. Nhưng mà... Nhưng nhị cái gì? Lần này ấy, tôi quyết định về thuyết phục mẹ tôi. Không thuyết phục được, tôi đấu tranh. Hai bà chỉ to mồm thế thôi, chứ có mỗi bọn mình là con, làm sao mà bỏ được. Này, lâu lắm rồi mới nói được một câu triết lý nhỉ. Ừ. Thế thì để tôi phải nghĩ xem thế nào đã. Ôi, lo quá. Tự nhiên có bao nhiêu thứ phải làm chứ. Bọn mình cứ ngồi với nhau, rồi bàn ra từng việc một, cứ thế mà làm. Yên tâm, thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn. Ai là vợ chồng với ông? Ê, chả thế, trước sau gì cũng thế mà. Này, hả? Nghĩ gì đấy? À, nghĩ gì đâu. À, này,
sao ông không đầu tư cùng bọn tôi? Vụ này ba đứa cùng làm. Ừ. Nhưng mà tôi... Nhớ ông lo về mặt kỹ thuật này, chữa bệnh này, rồi lo được cả đầu ra nữa thì càng tốt. Tôi mới quyết chăm sóc, đúng không? Ừ, hay đấy. Ý tôi không phải là như vậy. Tôi lo, tôi học ở trên này, ông bà ở dưới đấy làm nhiều, tôi ngại. Mỗi người một việc, mà ông lại đang buồn. Có vụ này á, đầu óc đỡ phải suy nghĩ nhiều. Mình ủng hộ. Quyết thế nhá. Rồi. Ok. Ok. Yeah. Ok. Mày vừa nói cái gì? Mày định làm ăn với thằng Phương con nhà mụ lài á? Con đã bảo là mẹ bình tĩnh rồi cơ mà. Đang đêm hôm, mẹ hét toáng lên làm cái gì? Mày nói như thế, làm sao mà ta bình tĩnh được? Mày mà làm ăn với thằng đấy á, thì thà mày ra Quảng Ninh với bố mày cho xong chuyện. Tao không có đứa con ngu lâu rốt dai như mày. Con làm với Phương thì có làm sao đâu. Mẹ với bác lại chửi nhau mấy trận. Chẳng lẽ bọn con coi nhau như người dưng được à? Mẹ phải nghĩ thoáng ra một tí. Con dù sao cũng phải cần làm ăn, cần đối tác, cần có vốn nữa chứ. Mà đâu chỉ có mình Phương đâu, còn có cả Thanh nữa cơ mà. Thế thì mày làm riêng với thằng Thanh đi, dính thằng Phương làm gì? Mẹ chẳng hiểu gì cả. Thanh ở tận Hà Nội, hỗ trợ vốn và kỹ thuật. Còn việc chăn nuôi ở nhà ấy, thì đã có con và Phương lo rồi. Không có Phương phèo gì hết. Mày thích làm ăn với ai thì tao cũng mặc kệ. Nhưng với thằng ấy thì không. Mày mà cứ khăng khăng á, thì tự mày đi mà xoay sở. Rồi tao sẽ bảo với bố mày, không cho mày một xu. Sao mẹ không thương lấy con một tí nhở? Giờ con mới bắt đầu, bao nhiêu thứ ngổn ngang. Tao có thương mày, thì mới không để cho mày đâm đầu vào bụi rậm. Mày có giỏi ý, thì hít không khí, rồi uống nước giếng mà sống. Giỏi nữa thì đi khỏi nhà luôn cũng được. Mẹ là mẹ của con thật đấy, nhưng mà mẹ có những thứ vô lý đến mức một đứa làm con như con cũng không thể chấp nhận được. Hả? Tại mẹ đi kể linh tinh về bác Lài, bác ấy có mắng mẹ cũng là đúng thôi. Cội rễ cũng từ mẹ mà ra. À, thì ra bây giờ mẹ lại quay ra mày đấu tố tao đấy à? Con với chả cái, để mày ra cho tốn cơm tốn gạo. Để bây giờ mày quay sang mày cắn tao một nhát. Thôi được rồi, để tao đi gọi bố mày về, xem có dạy được mày không. Đấy chị ạ, à, em quý con Hân kia ở cái nết hay lam hay làm. Cứ thấy việc là lao dầm dập vào. Chị có thông gia với nhà đấy cũng mát mặt, mà nó còn kiếm được ra tiền cơ. Dì cứ khen cháu thế, cháu ngại đấy ạ. Có ngoan có giỏi thì mới được khen chứ. Còn cái thằng Phương, hôm qua nó rủ con gái nhà mụ Đào đi đâu ấy, lộn hết cả ruột. Nó như thế bởi vì chị quá nhu nhược đấy. Bây giờ chị phải nghe em, quyết đoán lên. Bắt nó phải chọn, một là chị, hai là con Quế kia, xem nó trả lời như thế nào. Hóa ra là con mợ làm thầy rồi. Thảo nào cháu với mẹ cháu cãi nhau suốt ngày đấy. Phương, cháu nói cái gì thế? Mợ chỉ muốn tốt cho cháu thôi. Đúng rồi đấy ạ, anh Phương nói thế, mất hết cả lòng tốt của dì em đấy ạ. Mẹ hắn nói kiểu gì thế hả? Xin lỗi mợ đi. Vâng, cháu biết mợ muốn tốt cho cháu. Nhưng mà cháu lớn rồi, biết suy nghĩ rồi, tự quyết định được. Mợ không cần phải khuyên bảo gì đâu. Cái giọng chết dẫm này, mày còn dám nói thế à? Thế thì thôi, bây giờ á, nửa lời mợ cũng không nói nữa. Mợ sẽ chống mắt lên, để xem cháu trai của mình quyết định như thế nào. Đã vậy, con báo cáo với mẹ luôn. Con định đợt này nuôi cá với Quế, mẹ ủng hộ nhá. Mày uống phải thuốc gây đần à con? Mày nghĩ mẹ sẽ ủng hộ á? Không bao giờ. Mẹ không đồng ý cũng được, nhưng mà cho con vay trước ít tiền đi. Thằng ngu, mày nghe rõ đây này, một xu cũng không có nhá. Mày mà đi với con đấy hả, tao không làm mẹ mày luôn. Anh Phương, anh với chị Quế đã thành một đôi rồi à? Đương nhiên, mà không trước thì sau. Cũng là như thế. Thế anh không thích em một tí nào à? Không, thưa cô, cô về ăn nhiều cho lớn đi, rồi suy nghĩ cho kỹ. Con gái không ai la làng hỏi có thích mình không trước mặt quan văn con võ thế này cả. Ôi dồi ôi, cái gì cháu cũng phải vừa vừa phải phải thôi chứ. Ai lại nói thẳng vào mặt con gái nhà người ta như thế? Thôi gì ạ, à, anh với chị Quế cứ bên nhau thử xem, xem được bao lâu. Hai người mà ở cạnh nhau được á, em đi đầu xuống đất đi. Ôi dồi ôi, Hân ơi, đợi gì đã. Đấy, mẹ đi thích cái đứa vắt mũi chưa sạch, hùng hùng hổ hổ hơn cả Quế à? Tao đã bảo rồi, ở cái làng này mày thích con gái nhà ai tao cũng đồng ý hết, nhưng chừa con gái nhà mụ Đào ra.
Ờ kìa, hai bạn sắp lạc thông gia với nhau, sao không chào nhau lấy một tiếng? Ai cần thông gia với mụ ấy? Ừ. Bà về bà bảo con trai bà nhá, đừng có mà bám vào con nhà tôi nhá. Chả biết đứa nào bám đứa nào đâu. Bà về dạy con gái bà đi. Tôi đây nhắm con dâu rồi, không đời nào thông gia với nhà bà nhá. Máu lắm đấy. Ừ. Ờ kìa, hai bà không nhịn nhẫn được một câu à? Tại sao phải nhịn? Này hai bà, cứ thôi đi được không? Thôi cái gì mà thôi? Ông không biết à? Mụi đặt điều tôi đủ thứ đấy. Tôi phải nói thẳng cho mà biết, tôi với bà ấy á, không đội trời chung với nhau. Nên bà đừng chứ có, đừng nói thông gia mới thông giết. Bà đừng có mà vu oan giáo họa nhá. Hai thứ tóc với nhau cả rồi hả? Mà sao có cái suy nghĩ ấu trĩ như thế? Hai bà thì cứ việc ghét nhau, nhưng mà thằng Phương với con Quế nó chơi với nhau, cả làng này đều biết. Còn bây giờ chúng nó là bạn bè hay là yêu đương thì mặc kệ tụi nó, ngăn cấm làm sao được. Ông nói thế mà nghe được à? Con cái bây giờ cha mẹ đặt đâu thì phải ngồi đấy chứ. Bà suy nghĩ như thế bây giờ là cổ hủ rồi. Bây giờ làm gì còn có chuyện cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy nữa. Chúng nó được học hành mở mang, mà chúng nó cũng lớn rồi. Bây giờ chúng nó có yêu đương ai thì tự chúng nó quyết định. À mà bây giờ chúng nó lại còn đang hợp tác với nhau để làm ăn kiếm tiền. Mà thằng Thanh nhà tôi cũng đang làm cùng, chứ có phải chỉ có hai đứa chúng nó đâu. Đấy, chúng nó có chí như thế thì phải động viên khuyến khích chúng nó chứ. Các bà cũng phải vì cái lớn mà bỏ qua cái vụn vặt đấy chứ. À mà tôi cũng nói thật nhá, các bà cứ ngăn cấm cho nó lắm vào, đến lúc tức nước vỡ bờ nhá, có hối chẳng kịp. Đừng đấy mà cãi nhau. Ở chỗ này bán nốt đi cơ. À không, không bán được đâu. Thế hai ông bà lại mỗi người đi một nơi à? Tôi tưởng là ông ấy nhảy vào để ông bênh vực bà. Người ta nói câm hay nói, ngọng thì hay hóng. Cấm có sai câu nào. Ai khiến bà nhảy vào? Hả? Có mà bà câm ý, cả họ nhà bà câm ý.